tiếp ông Kỳ Đông Bắc, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong phòng chống dịch bệnh thì niềm tin chiến thắng dịch bệnh là hết sức quan trọng, không bao giờ được bi quan. Việt Nam đã từng chữa khỏi 16 trường hợp kể cả người cao tuổi có bệnh nền phức tạp, do đó Việt Nam có ý chí quyết tâm cao để chiến thắng đại dịch. phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao các nỗ lực và đóng góp của WHO đối với Việt Nam và cá nhân trưởng đại diện trong việc tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong thời gian qua trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã chủ động, đồng bộ, quyết liệt trước trong và sau Tết từ các bộ ngành địa phương trong phòng chống dịch bệnh. Điều quan trọng là Việt Nam đã huy động cả hệ thống chính trị, kể cả các lực lượng quân đội, công an tham gia trưởng đại diện who tại việt nam kỳ đông park đánh giá cao sự vào cuộc với tinh thần chủ động quyết liệt của chính phủ việt nam ghi nhận và đánh giá cao các vấn đề mà việt nam đã và đang thực hiện như sự chỉ đạo điều hành của chính phủ sự đầu tư đều đặn và tích cực trong phòng chống dịch bệnh sự tham gia và tuân thủ nghiêm ngặt của toàn dân với sự chỉ đạo của chính phủ trong thời kỳ chưa dịch chính phủ việt nam có sự đầu tư đáng kể nhờ đó khi dịch bùng phát việt nam đã chủ động WHO ấn tượng sự hợp tác của toàn dân Việt Nam, thể hiện lòng tin của người dân, toàn xã hội với công tác phòng chống dịch bệnh, công tác cách ly, khoanh vùng dập dịch, không thấy sự xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân vì cách ly. Có hai chiến lược mà WHO ấn tượng Chính phủ và Bộ Y tế Việt Nam đang thực hiện là phương châm 4 tại chỗ, nguyên tắc cách ly. WHO muốn khuyến khích Chính phủ Việt Nam tiếp tục quyết liệt chống dịch như hiện nay, thậm chí cần áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa đồng thời chính phủ Việt Nam có động thái chuẩn bị cho việc lây lan rộng trong cộng đồng. WHO mong muốn truyền thông giảm thiểu sự kỳ thị đối với những người mắc COVID-19. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam coi phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương và toàn dân. Chính phủ cũng đưa ra một chương trình hỗ trợ trực tiếp, kể cả bảo đảm cung ứng các nhu yếu phẩm dồi dào cho người dân. Bày tỏ nhất trí rằng cần không được kỳ thị người bệnh và Việt Nam lên án những hành động kỳ thị. Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo Bộ Công an xử lý nghiêm những người phao tin đồn nhảm trên mạng internet gây sự kỳ thị người mắc Covid-19, kể cả phải xử lý hình sự. Việt Nam mong WHO hỗ trợ Việt Nam thông tin tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất trong phòng chống dịch bệnh một cách nhanh nhất, hỗ trợ các phương tiện, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh, cung cấp phát đầu điều trị tốt nhất, được hỗ trợ bộ kit xét nghiệm nhanh. Thủ tướng tin tưởng WHO, văn phòng đại diện WHO tại Việt Nam luôn hoàn thành sứ mệnh cao cả. Thủ tướng cho rằng số người chết rất cao hiện nay vì dịch COVID-19 là bài học lớn cho thế giới, do đó Việt Nam luôn chủ trương công khai, minh bạch trong quá trình chống dịch.